Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu quý vị và các bạn Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Xuân Lộc, quận Xuân Cầu, tỉnh Phú Yên. Đây là Phú Yên nha cả nhà. Đây là chùa Bửu Sơn Tự, cũng là chùa Đạo Phật giáo Hòa Hảo nha cả nhà. Mời cả nhà mình vào chánh điện Bửu Sơn Tự. Đây cũng là chùa Phật giáo Hòa Hảo. Chánh điện thờ Trần Đỏ. Đây là chân dung Đức Huynh Giáo Chủ. Ngôi chùa xây cất rất khang trang nha cả nhà. Ngôi chùa này ở tỉnh Phú Yên nha cả nhà. Đây cũng là điểm văn hóa tâm linh. Ngôi Tam Bảo chỉ thờ Trần Đỏ nha cả nhà. Đây là Bửu Sơn Tự, tỉnh Phú Yên. Mời cả nhà mình vào phía sau.
sao này cũng rất rộng nha mọi người. Đây là phía sau của chùa Vũ Sơn Tự. Đây, nhà tắm cũng rất nhiều. Nơi để ăn. Những phòng nghỉ cho khách đi hành hương nha cả nhà. Phía sau này rất rộng. Đến đây mình cũng kết thúc video, chào tất cả mọi người, chào.